Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em một số nội dung ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa học kỳ 1 đối với môn giáo dục địa phương. Về nội dung, các em ôn tập chủ đề 2, sắc màu ngôn ngữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ làm bài thực hành tại lớp, sản phẩm cá nhân trong thời gian là 45 phút. Một số nội dung như sau. Em hãy thiết kế một tấm áp phích hoặc là những thẻ dấu trang về ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế là ngày 21 tháng 2 hàng năm. Yêu cầu có các thông tin được viết bằng tiếng Việt như là ngày tiếng mẹ đẻ quốc tế, các em viết bằng chữ in hoa, thư pháp hoặc là nghệ thuật vân vân. Ngày 21 tháng 2, 2025. Hình ảnh minh họa có thể là hình ảnh về học sinh đọc sách, hay là học sinh sẽ tham gia các hoạt động văn hóa, hoặc là các biểu tượng như là sách, bút, bảng chữ cái, nón lá, áo dài, vân vân. Các em tham khảo một số mẫu. Nội dung tiếp theo, em hãy viết một khẩu hiệu về việc bảo tồn, giữ gìn sự trong sáng và phát triển của tiếng Việt. Yêu cầu viết một khẩu hiệu, sau đó trang trí, tô màu lên khẩu hiệu đó. Cô có gợi ý về một số khẩu hiệu. Ví dụ như là tiếng Việt, linh hồn dân tộc Việt Nam. Tiếng Việt, xin đừng pha tạp. Hoặc là tiếng Việt, hồn thiêng dân tộc. Đó là một số hướng dẫn để thực hiện bài kiểm tra giữa học kỳ 1. Chúc các em ôn tập tốt, làm bài đạt kết quả cao.